Vâng, mình xin chào anh em mình nha. Thì cái clip này mình xin test giới thiệu anh em mình một cái cặp loa bass 30. Thì loa này là tháo từ thùng AR9. AR9 nha bạn, nó là cái sub nằm ở phía bên hông của cái đôi loa. Thì nó là bass 30, thì con này là trở kháng 4 ohm ha. Thì loa sản xuất tại Mỹ. Bây giờ trước tiên mình xin test cho anh em mình nghe cái tiếng trầm của cái đôi loa này nó như thế nào nha. Trầm nó xuống hơi bị sâu đó các bạn, nó nhảy từng cái miếng dán lên luôn ha. Con này cái súp nó xuống hơi bị sâu các bạn, xuống hơi bị sâu luôn, bát nó mềm đó. Thì đây là mình chia sẻ anh em mình, đây là một cái cặp bát 30 tháo từ thùng AR9. Nó là một cái bát súp nằm phía bên hông của thùng. Thì lo nó có trở kháng là 4 ohm, được sản xuất tại Mỹ nha các bạn, từ bánh chưng. Thì trước tiên mình sẽ quay chi tiết cái diện mạo cho anh em mình tham khảo nha. Và đặc biệt cái đôi lo này là nó có còn một cái cặp gân zin đó. Thì đa phần thì mấy AR này thường sẽ được thay gân nha, được thay gân nha các bạn đó. Và cái gân này nó còn nguyên zin và còn rất là mềm nha các bạn, rất là mềm đó. Anh em mình về sử dụng ngon lành luôn ha. Thì thường anh em mình về nghe nhạc thường xuyên thì nó khó một lắm. Thường mấy cặp một là mấy cặp mà ít xài, hàng bãi thì người ta để lâu ngày người ta không có xài tới, nó bị lão hóa nên nó mới mục. Còn anh em mình nghe thường xuyên thì nó sẽ khó một lắm nha các bạn. Đây là gân zin nè, anh em mình nhìn cái đường keo là anh em mình biết ha, đây là keo zin của hãng này các bạn. Đó, nếu mình thay là cái keo nó sẽ màu đen nha các bạn ha. Mũi là mũi giải nha các bạn ha, mũi giải. Rồi, ở đây là cái gân còn lại nha các bạn. Thì cái gân còn lại nó có một cái khuyết điểm như thế này, mình muốn chia sẻ cho anh em mình ha. Đó, nó có một cái khuyết điểm như thế này, nhỏ xíu xíu, và mình đã xử lý cho anh em mình này gần như là không thấy luôn, nó rất là liền ha. Rất là liền luôn, mình đã sử dụng bằng keo chuyên dụng, mình xử lý ngay chỗ này. Đó, nói chung là nó cái điểm chỗ này nó nhỏ xíu mà ha. Mình muốn chia sẻ cho anh em mình, nó tỏ tường cái cặp lo anh em mình chuẩn bị mua. Đó, chuẩn bị mua nha các bạn. Con này là màng giấy da bò ha, cái độ nhạy nó khá là cao luôn nha, nhịp nó nhúng nhúng rất là nhẹ nha các bạn. Chỗ này là cái con bù xè nó dính đầy ha, dính gì đây các bạn. Rồi đây bên đây á thì cái màn lo thì nó có một cái vết xước nhẹ, hai vết xước nhẹ và nhỏ xíu ha, nhỏ xíu. Rồi nói chung là cái đây là cái diện mạo đầu tiên đó, mình xin chia sẻ anh em mình. Bây giờ mình sẽ quay cái củ lo anh em mình xem nha. Đây là cái từ bánh chưng đó, từ bánh chưng, một cái từ đặc sản dòng lo AR ha. Đây các bạn, trên cái màn lo thì cái màn anh em nhìn biết rồi, màn là màn zin rồi, cái màn này không thể nào mà thay được, thay thì không có cái màn này. Từ bánh chưng khá là bự luôn nha các bạn, khá là bự luôn. Rồi mình sẽ mình cầm một tay cầm máy, một tay cầm lo thì hơi bị khó chút. Đây các bạn, từ bánh chưng ha, và cái củ lo còn là sáng và rất là đẹp, sản xuất tại Mỹ nha các bạn. Made in USA nè, để mình lấy nét lên để mình xem nữa. Made in USA nha, sản xuất tại Mỹ luôn, từ bánh chưng còn bóng loáng luôn. Wow, nặng quá. Để mình đo cái củ từ cho anh em mình xem, con này từ vuông nha các bạn, bốn cạnh này bằng nhau. Đó, một cái đặc sản của dòng lo AR. Con này từ 130 nha các bạn, từ là 130 nè, nó anh em mình xem nè. Đó. Ui. Chắc là nguy hiểm quá đi. Rồi mình sẽ quay cái từ còn lại chia sẻ anh em mình nha. Rồi mình sẽ báo giá. Anh em mình đợi xíu mình quay luôn cái từ này luôn. Con này được sản xuất tại Mỹ nha các bạn, sản xuất tại Mỹ nè. Đó. Đây từ bánh chưng. Đó, củ lo còn khá là đẹp, sáng trưng nha các bạn. Thường mấy dòng lo Mỹ anh em mình sẽ thấy cái xương lo mà nó bạc bạc như thế này, và cái từ nó hơi bạc bạc như thế này nha các bạn, nó không có đen hay là trắng tinh giống như những cái lo hãng khác. Đó, các bạn, thì cái cặp lo này á, thì mình sẽ để cho anh em mình cái giá là 5,2 triệu đi. Thì mới đầu mình định bán cho anh em mình 5 triệu. Nói chung là mình nhìn lại thì cái lo của mình nó có hai cái khuyết điểm, là cái màng nó có một cái
vết thương nhỏ ha các bạn, nó hơi bị cắn thôi chứ không phải là bị lủng nha các bạn, hơi bị cắn thôi chứ không phải bị lủng. Để mình lấy nét xác và cho anh em mình xem nè, đó anh em nhìn rõ chưa đó. À, nói chung là mình bán hàng mình cũng chia sẻ đam mê thôi, nói chung là hàng mình muốn cho đưa đến em mình nó trung thực nhất, rõ ràng nhất, chi tiết nhất. Và trên chỗ này đang cái gân của nó nè các bạn, đây để mình quay cho anh em mình ha. Cái gân này nó hơi bị thương nhẹ thôi, mình đã xử lý cho anh em mình để nó liền bon à, nó liền bon này các bạn ha. Đó, nói chung là mình chia sẻ cho anh em mình cho nó chi tiết. Nhiều lúc anh em mình xem phân kỹ, anh em mình mua về cái nên mình thấy có những vết thương này mình sợ anh em mình đau lòng, phải không? Mình sợ anh đau lòng nên mình chia sẻ trước đi. Thì với cái giá 5 triệu 2 sở hữu một cái cặp bát 30 của AG các bạn, thì mình thấy nói chung là không có gì phải suy nghĩ đâu ha, không có gì phải suy nghĩ đâu. Thì anh em mình xem clip đi, anh em mình cảm thấy cái cặp loa này nó có phù hợp với mình thì mình liên hệ mua hàng nha. Số điện thoại mình để dưới góc trái của màn hình. Rồi mình xin kết thúc cái clip ở đây. Mình cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Cảm ơn anh em mình đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Mình xin chào và tạm biệt mọi người nha.